Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc kịp thời đưa các thông tin đến với người dân, thời gian qua những người làm báo tại tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt vai trò kết nối những tấm lòng vàng đến với những người nghèo khó, những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Thông qua các chuyên trang, chuyên mục mang tính nhân đạo, từ thiện đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tính nhân văn sâu sắc và trở thành nét đẹp trong cuộc sống. Địa chỉ cho những tấm lòng vàng, nâng cánh ước mơ là những chương trình quen thuộc đối với khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk trong suốt 16 năm qua. Riêng mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, đến nay đã có trên 830 trường hợp được khán thính giả ủng hộ với số tiền trên 6 tỷ đồng. Cũng nhờ đài truyền hình Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho thôi. Tôi lòn tôi ăn cái nó bôi gì mà tôi đa tôi ốm thì có số tiền để mua thuốc mà mang rồi uống chứ giờ. Em biết nó sao vậy. Cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mỗi chương trình Nâng cánh ước mơ được phát sóng là mỗi hoàn cảnh khó khăn được kết nối với những tấm lòng vàng. Từ sự hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những ngôi nhà nghĩa tình đã được xây dựng và nhiều học sinh nghèo được tiếp bước đến trường. Cùng sự phát triển xã hội thì chúng ta phải có trách nhiệm được. Theo đúng tinh thần là phát triển nhưng không ai được bỏ lại phía sau. Qua những cái chương trình thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã cùng đồng hành với đài truyền hình Đắk Lắk để mà hỗ trợ cho những đối tượng khó khăn, thể hiện cái tính nhân văn và đồng thời thể hiện được cái đạo lý truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng, báo Đắk Lắk đã kết nối với các cơ quan đơn vị, nhất là các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ xây dựng nhà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nhà ở hoặc nhà ở đã xuống cấp. Trong 5 năm qua, đã có gần 20 căn nhà được xây dựng, trị giá mỗi căn từ 60 đến 80 triệu đồng, đã giúp cho nhiều gia đình an cư lạc nghiệp. Cái đơn vị mà kết nối để rồi các doanh nghiệp đó để đồng hành, hỗ trợ thì bình quân hàng năm thì chúng tôi cũng xây từ 2 đến 3 căn nhà. Qua cái địa chỉ Tấm Lòng Vàng thì cũng rất là trân trọng cảm ơn những cái bạn đọc cũng đã đọc báo và thấy được những cái hoàn cảnh như vậy thì đã nhiệt tình ủng hộ. Trải qua 20 năm với phương châm kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng, chương trình nhân ái của báo Dân Trí đã và đang góp phần khơi dậy lòng trắc ẩn, nhân ái từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người. Đến nay đã có hơn 5.000 hoàn cảnh kém may mắn ở mọi miền Tổ quốc mà báo Dân Trí đăng tải, được bạn đọc, các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân giúp đỡ, với số tiền hàng năm lên tới 60 tỷ đồng. Trên chặng đường 20 năm, báo Dân Trí cũng đã kêu gọi xây dựng được 126 công trình nhân ái. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, phóng viên thường trú của báo Dân Trí đã kết nối kêu gọi các tổ chức nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng trường học và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 10 tỷ đồng. Có báo Dân Trí đã độc giả đã biết được và đã đến nhà tham quan và cùng chia sẻ với gia đình, với hoàn cảnh gia đình như vậy thì đã ủng hộ cho bà cháu là trên dưới gần 300 triệu. Thì nhờ có cái số tiền đó thì vượt qua được cái bệnh khó khăn là trước mắt và lo cho các cháu sau này ăn học. Tôi đã nhận công tác ở Đắk Lắk là năm nay là năm thứ 11. Hàng năm thì song hành với cái quá trình là tôi đi hoàn thành cái nhiệm vụ của mình như là tác nghiệp, viết bài, các thông tin về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa bàn. Thì cái chuyên mục Tấm Lòng Nhân Ái thì đó cũng như là một trách nhiệm của phóng viên ở tại địa phương. Cho nên là năm nào tôi cũng cố gắng là sẽ giúp đỡ gián tiếp qua những cái bài viết của mình để giúp đỡ các hoàn cảnh tại Đắk Lắk. Những việc làm thiết thực ý nghĩa của các cơ quan báo chí không chỉ góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự tử tế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chung tay hưởng ứng vì một xã hội nhân văn hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau.